Chạy rồi. Rồi. Mấy giờ rồi? Không biết. Rồi xem mày mày phải đi ngủ. Nào chứ. Rồi, hạ thẳng đi, hạ thẳng đi. Đông ơi, Đông ơi. Tập một người anh em mà tuổi không biết bao nhiêu tiền. 100 không có lợn, có giá trị không biết. Chờ là có ai vào chơi 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 chơi. Đấy, mấy chị em vào đi. Chị em nào xem nào vào. Không hề không ai vào à? Như xem bây giờ. Có một từ mười một giờ. Thì về rồi. Mấy ai giờ đi làm gì? Cần hâm mộ hâm mộ em thấy em bé hâm mộ cần vất đứng ở đây. Hả? Ờ. Giờ mà bạn giải tiếp tục luôn. Ừ. Là một cái hội trợ. Quá. Cảm ơn. Bạn thanh nhẹ bạn nào. Hỗ trợ để bày đầy đủ những hỗ trợ. Hôm nay về thì bao giờ rồi phải đây. Tôi sẽ bắt lợn đây. Ok ấy gì? Kết thúc.